hello anh em nhá. Hôm nay mình vào tư vấn kỹ thuật cho anh em. Đây là những cái mẫu loa tép chống cháy 100%. Những cái đây là đuôi 500 này, đuôi như này là 500k này. Đấy, và 600k, 1 triệu có đủ nhá. Đấy, mình đang gắn một đuôi tép 1 triệu trên cái loa B1B kia. Thì rất nhiều khách hàng ok, tép kêu to và hay gấp đôi. Nhưng mà thỉnh thoảng lại đụng độ với những cái bộ dàn tép kêu bé tí, không ra nổi, kể cả đôi 1 triệu, một đôi 1,2 triệu cũng không ra nổi. Hôm nay mình thực hành cho anh em xem nhá. Đây, tép kêu bé tí, kêu tí tí không phải do loa tép, mà là do âm ly chúng ta quá lì, vang chúng ta quá lì. Đây anh em nhìn đây, các nút chỉnh đây, chỉnh bát, chỉnh trung, chỉnh tép đây. Nó mà trục chặt rẻ cái nút tép đây, chiết áp chẳng hạn, hoặc là một cơ số âm ly thiết kế là ly chẳng hạn. Vang ấy, vang cũng vậy, thì nó sẽ mất giải đấy. Ở đây giả dụ như nó trục chặt giải bát này, nó sẽ mất giải bát, hoặc là yếu, hoặc là nó trục chặt giải trung, nó sẽ mất giải trung. Giải tép cũng vậy. Hôm nay sẽ tập trung vào giải tép. Mình sẽ ví dụ lại cho anh em nhé, mình sẽ vặn can thiệp vào đây, xong là sẽ mất hẳn tép bên kia nhé. Nguyên nhân tép kêu bé tí, kêu tí tí ở một cơ số âm ly là như vậy, rất là lì nhá. Những cái loại âm ly thiếu hụt giải tần như vậy thì chúng ta chỉ dùng được những cái loại tép chạy tụ cản như thế này thôi. Đấy, đây là những cái loại tép tụ cản, nó còn phi cực đại, có tất cả những cái gì mà nó qua được tụ là nó qua hết. Đây, tất cả những cái giải tần mà nó có thể phi được qua tụ là nó sẽ phi hết qua. Đấy, nên là chúng ta kêu rất là chói và nó kêu rất là to. Những anh em lầm tưởng đấy đó là tép, không phải. Tép nó phải sự siêu mỏng. Đấy, của giải tép mới được nhá. Đây, tép nó phải như này. Đây, đây là đôi 500k này. Đấy, những âm ly lì vang lì thì chúng ta không chơi tép VIP được. Đấy, những âm ly lì vang lì thì chúng ta chỉ chơi những loại tép tụ cản như thế này thôi. Đấy, nha. Đây nó sẽ rất là chói và chất âm nó sẽ không đột phá được. Nó sẽ rất tù và bì, nó sẽ thô. Đấy, tép đây nó sẽ sự mỏng manh, siêu nét nha, đôi 500 đây. Mình ví dụ lại cho anh em nhé. Có một cơ số âm ly là rất là lì, mặc dù chúng ta tăng hết các giải tép này lên mà tép không ra nổi. Đấy là một là âm ly hỏng, hai nữa là cái nguồn tín hiệu gốc, nguồn tín hiệu gốc thì ít xảy ra. Đấy, nó chỉ gặp lác đác thôi, còn đa số là âm ly lì là nhiều. Đấy, vang, vang nó lì nhiều hơn âm ly. Đấy, chúng ta chỉnh cái giải tép lên hết cỡ mà không ra nổi. Đấy là do cái vang của chúng ta quá lì. Đấy nha. Đấy, mình sẽ lấy cho anh em một cái con vang, mình sẽ chỉ cái nút đấy cho. Đấy, như là cái con vang như này chẳng hạn. Đây, con vang như này chẳng hạn nhá. Đây anh em nhìn thấy con vang này, nó có cái nút đây này, mà chúng ta tăng cái nút này lên này, nó ghi là tép music tone này, chúng ta tăng nút này lên mà không lên được là do chúng ta quá lì. Đấy, nút này nhá. Nó lấy tu vít chúng ta chỉnh này. Mà tép không lên nổi ấy. Đây là do vang chúng ta quá lì. Đấy, những cái loại vang đấy thì chúng ta chỉ dùng những cái loại tép bình thường thôi, tép bình dân thôi, như thế này thôi. Này nó gọi là chỉ gọi là có để nghe thôi, chứ còn chất âm đột phá thì không bao giờ có. Nó gọi là tép tụ cản thông thường. Đấy nha. Đấy, không có lọc âm gì cả. Đấy nha. Nên ra là không bao giờ mà đột phá được. Đây. Tép đây. Mượt này, 500k một đôi này. Bên này là 600k này, cũng đủ, có đủ nhá. 600k một đôi. Đấy, bên này là đôi 1 triệu đây nha. Mình sẽ test lại đây cho anh em này. Anh em nhá. Đấy. Nguyên nhân tép kêu bé tí, kêu tí tí là do những anh em đang sở hữu những cái âm ly quá lì, vang quá lì. Em có thể mua âm ly mới, vang mới, hoặc là chúng ta phải tăng cường lọc xì để cứu vãn cái độ lì này. Đấy, ok anh em nhá.